Phát biểu tại một hội nghị của Ngân hàng Thế giới về hỗ trợ tài chính cho Ukraine, Chủ tịch David Malpass cho biết con số ước tính thiệt hại trên không bao gồm các chi phí kinh tế tăng thêm của cuộc chiến gây ra đối với Ukraine. Theo ông Malpass, chi phí thiệt hại sẽ vẫn tiếp tục tăng do cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết con số ước tính thiệt hại cũng như nhu cầu tài chính của Ukraine để tái thiết đất nước sau cuộc xung đột sẽ lớn hơn nhiều so với con số mà Ngân hàng Thế giới đưa ra. Theo ông, Ukraine cần 7 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng để có thể bù đắp những thiệt hại kinh tế do cuộc chiến Nga-Ukraine gây ra, cũng như sẽ cần hàng trăm tỷ đô la Mỹ để tái thiết đất nước. Ông Malpass cũng kêu gọi các nước áp đặt các lệnh trừng phạt và đóng băng tài sản của Nga, sử dụng số tiền đó để giúp tái thiết Ukraine sau chiến tranh và chi trả cho những tổn thất mà một số nước phải gánh chịu. Thông báo của Nhà Trắng cho biết, trong cuộc gặp này, Tổng thống Biden đã đề cập tới khoản hỗ trợ an ninh bổ sung trị giá 800 triệu đô la Mỹ và khoản hỗ trợ kinh tế 500 triệu đô la Mỹ cho Ukraine mà chính quyền Mỹ mới thông báo trước đó. Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh khoản viện trợ kinh tế bổ sung này sẽ đưa tổng số tiền Mỹ đóng góp cho nền kinh tế Ukraine trong 2 tháng qua lên tới hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Ông Biden cũng cho biết chính quyền Mỹ sẽ cho phép người dân Ukraine đến Mỹ sinh sống tạm thời nếu họ có người Mỹ bảo trợ. Thủ tướng Schmier hiện đang ở Washington để tham dự hội nghị mùa xuân của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới WB. Ngày 22 tháng 4, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản MIC cho biết, trong tháng 3 năm 2022, chỉ số giá tiêu dùng CPI cơ bản của nước này tăng 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng thứ 7 liên tiếp chỉ số này tăng, nhưng là tháng có mức tăng cao nhất kể từ tháng 1 năm 2020. Nếu tính cả các mặt hàng tươi sống, CPI của Nhật Bản trong tháng 3 tăng 1,2%, cao nhất trong hơn 3 năm qua. Nguyên nhân chủ yếu khiến CPI ở Nhật Bản tăng là do giá năng lượng và nhiều nguyên vật liệu đầu vào tăng, nhất là do xung đột Nga-Ukraine. Điều này đã đẩy giá thành sản xuất tăng và buộc các nhà sản xuất phải tăng giá bán lẻ để bù đắp một phần chi phí giá tăng này. Cụ thể, trong tháng 3, giá năng lượng tăng tới 20,8%, mức tăng cao nhất kể từ năm 1981. Trong đó giá dầu hỏa tăng tới 30,6% và giá xăng tăng 19,4%, ngay cả khi chính phủ Nhật Bản đã trợ giá cho các nhà nhập khẩu và phân phối nhiên liệu trong nước. Với việc giá dầu thô và nhiều nguyên liệu đầu vào khác đang tăng cao, trong khi đồng yên lại mất giá mạnh so với đồng bạc xanh của Mỹ, nhiều khả năng lạm phát ở Nhật Bản có thể sẽ tiếp tục tăng trong các tháng tới. Nếu xu hướng này được duy trì, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể sẽ đạt được mục tiêu nâng tỷ lệ lạm phát lên 2% ngay trong năm nay. Đào Thanh Tùng, phóng viên Thông Sa Việt Nam tại Tokyo.